Kính thưa quý vị, nhà hàng Osteria Francescana của Ý là nhà hàng ngon nhất thế giới, Tin từ New York. Danh sách 50 nhà hàng ngon nhất thế giới phát hành hôm thứ Hai cho thấy, nhà hàng Osteria Francescana đã lên tột đỉnh của bảng xếp hạng hàng năm các nhà hàng ngon nhất trên thế giới. Nhà hàng đã giành được danh hiệu này nhờ vào việc biến cải một cách sáng tạo các món ăn truyền thống của Ý. Nhà hàng nằm ở thành phố Modena, đứng hạng thứ nhì trong danh sách năm ngoái. Năm nay, nó đã hoán chuyển vị trí với nhà hàng đứng đầu năm 2015. El Decan de Can Roca ở Girona, Tây Ban Nha. Danh sách do tạp chí Restaurant thực hiện kể từ năm 2002 dựa trên kinh nghiệm cá nhân của 972 người, gồm có các đầu bếp, các doanh gia về nhà hàng, các tác giả viết về ẩm thực cũng như các chuyên gia về thực phẩm, thay vì là một danh sách gồm có các tiêu chí xác định trước. Danh sách 50 nhà hàng đã trở nên nổi tiếng đối với các đầu bếp trên toàn cầu, không kém gì cũng cảm năng đánh giá của công ty Michelin. Michelin đã trao tặng 3 ngôi sao là mức đánh giá cao nhất của họ cho nhà hàng Osteria Francescana và El Sala de Can Roca. Năm nay, buổi lễ trao giải được tổ chức tại thành phố New York và là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức bên ngoài nước Anh. Một nhà hàng Michelin 3 sao Eleven Madison Park ở thành phố New York được xếp hạng thứ 3, tăng lên 2 bậc so với năm ngoái.